โอเคเอาล่ะนี้ខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយដើម្បីបង្ហាញអំពីរបៀបរាយ full eye មកទៅលើ Oppo A7s ហើយវាគាំង logo យើងធ្វើការរាយ full eye មកវា Ok, lúc nhóm nâng mừng hai nhà mà tổng học ní ông phía rồi bia bài phù lại mấy tờ lờ tu đưa sắp Oppo A7S mà đại xa ta tu sắp dưỡng nâng kén dưỡng thờ ca rài phù lại mấy bật sân đi bị thẩm chuộp lệch câu tại dây thòa mà đáng dưỡng biên pha rì sắt lệch câu vía xê nâng bị lươn chiên à rài phù lại mấy mà môn đồng bông môn đồng phơ ca rai phù lai mấy nhưng thư ca đọc mà sân tu được sạp đang chênh mà cao má hay phơ ca to sai pram sơ sai to tam rút hiếp ISP đã kì đạo dương mớ tòi bàn trầm trớ hay cụ bình đặt viên mớ ta bị sát ở miền chlon miền này ở chó to bị ở sát máu hay đào chô được nông ở học bì bọc dương má hay kì này chô công computer máu hai thứ ca bài thầu và hay lớn nhưng mà thứ ca bài thầu lý máu mà cho những dân nâu thì ở refresh mà đi với school ấy bạn này thật với school ấy cứ môn đồng phơ ca rai bia nó dừng trâu mơ tầm hùng cứ xài nhẹ xài bỏ rồi bọc mềm rì mà sân nó viên miên gặp tôi lên mà rồi học chân dương thử rồi dốc phơm bia đàm miên xài mềm rì nó đôi khi nia đồng phơm bia bỏ tù sắp bằng ai phơ ca rai bàn hai môn đồng phơ ca rai cứ dương phơ ca backup ai mi chỉ môn sân bàn lời dùng cho từ lời bịa thà rin partition structure à cho chụp ảnh mà rin partition structure rồi dùng thực cả backup ai mi dùng sẵn backup ai mi dùng rồi giờ sam sập bị mề ní máu ai dùng cho từ lời bịa thà rin và đi hai mỹ dương bạc hàm đã nên lần máu hay lục chờ dương bạc hàm đã nên lần máu mỹ lục chờ nó ở replay dần ok cho một đôi phía rồi dương mới process complete ban đây thầy dương bạc hàm ơi ai mi nắng ban chụp chơi vậy à lời dân phơ ca rai full ai mấy dân chơi từ lừa browse lên mà từ lo từ lo rai đi máu chơi từ đi máu do bịa phơm bây đi Oppo EBE version E tập bằng bảy mình gặp tôi sai memory bia mà rồi học sắp đôi nâng tu được sạp và càng lớn thì bây giờ rằng cua tay sai memory biết khó học nên là tụ sạp chân những giờ đi màu đi giờ nâng hớ dương cho bịa tha reload partition structure mà trời nâng muối mà và toàn mà tiệt canada rai full ai mấy việc học bịa rai ở dương reset lịch cầu thò mà đá hay dương rai full ai mấy cái này dương dơ rai reset lego tham na này à rai selection select partition này giờ nắng với ai à lột mặt sân dương rai full ai mấy dương trâu dơ rai full ai mấy hay mặt sân dương rai reset tham na hay dương được chơi rai full ai mấy nắng có với ai à lột mặt sân nắng đài chân môn đồng phơ ca cho rai nắng thử cực ở bàn chỗ bác tôi thuê mùi muối cũng lươn phía chứ nghe chất ở chỗ bác à lấy dân tư ca rai phù lai mình
ាទឥឡូវវាកំពុងតែដំណើរការហើយបាន 10% ហើយចំណាយពេលយូរដែរវាអាចរហូតដល់20នាទី5 10ឬក៏30នាទីហ្នឹងអូខេឥឡូវរួចរាល់ហើយបាទរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែវាបើសិនជាយើងដោះម៉ាស៊ីននៅដាក់បើកទៅវានឹងដាក់ឲ្យដាក់ថា clean storage អញ្ចឹង memory វាមានបញ្ហា clear storage អញ្ចឹងយើងអត់បាច់ដោះម៉ាស៊ីនទេយើងធ្វើវាចប់សពគ្រប់ចាំដោះម៉ាស៊ីនចូលមកក្នុងនេះដល់ឡើងចូលនេះមួយមកយើងបើកចូលមកមកចុចទៅលើនេះនេះវាឲ្យអាប់ដេតយើងអត់អាប់ដេតទេបាទនេះត្រៃរបស់ទូរស័ព្ទយើងត្រៃវា 14.56G គឺត្រៃ memory ទូរស័ព្ទយើង 16G អាត្រៃកែវហ្នឹងគឺត្រៃកុំព្យូទ័ររបស់យើងកាលណាកុំព្យូទ័រយើងមានត្រៃមិនវានឹងសូត្រៃប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងហ្នឹងចាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺនេះត្រៃមួយនេះយើង format វាយើងធ្វើការនេះចុចលើនេះមកចុចលើនេះយកពាក្យថា format system របស់ទូរស័ព្ទយើងគឺគេយកពាក្យនេះ DHT4 នេះយកហ្នឹងមកហើយរបស់វាហ្នឹងគឺsystem setting អញ្ចឹងយើងយកវាមកយើងចុចយក OK ហើយយើងចុចទៅលើពាក្យ apply ហ្នឹងមកទុកឲ្យវាដើរមកសន្ទុះទៅโอเคนี่รวยรอเลยสักสักโฟเลยเป็นโอเคมั้ยนี่อาตรายนี่นั้นไปตายจริงแจ้งวินเนี่ยก็ดับไปที่จอมเนี่ยไม่ตายแบบที่ด้วยអូច្រឡំសង្ស័យច្រឡំជាមួយអានេះអូខេដកវាចេញសិន
bạn chỉ làm chỉ mùi vậy thế bạn vẫn nắng dương khoai vì máu dương ba cầm thì dương nhiệt quỳnh hay dương phơ ca restore hai mi mà vẫn là cho chân ý gần ý được bìa tha lốt đi dừng từ dừng đoạt thành vị nhỏ mất giờ đã ní ní pram bạn giờ được phần năng mất hãy chập pram cách bịa thà rai nè selection nè plot rai một lần tiếp ta ok mình đang ok giờ chấm phần ta mà ok chỉnh bạc như này điện chỉnh hai thịt